Xin chào các em. Trong video này, cô sẽ hướng dẫn các em cùng phân tích tâm trạng Chí Phèo sau cuộc gặp gỡ với Thị Nở để thấy được sự hồi sinh và khát vọng lương thiện ở nhân vật. Trước khi cùng phân tích cụ thể vào vấn đề, thì ta phải chú ý cái phạm vi dẫn chứng để ta lấy phân tích cho cụ thể. Các em có thể xác định ở cái đoạn mà khi Chí Phèo mở mắt thì trời sáng đã lâu, mặt trời chắc đã lên cao và nắng bên ngoài chắc là rực rỡ. Đến cái chỗ mà cô Chí Phèo cố uống cho thật ít để tỉnh táo mà yêu nhau. Cụ thể của đề này thì cô sẽ hướng dẫn các em từng phần như sau. Phần thứ nhất là các em ở thân bài đấy, các em chú ý là khái quát cho cô một vài nét về tác giả và tác phẩm. Nhưng ở đây chúng ta phải linh hoạt, đó là nếu mà các em đã có khái quát về tác giả ở phần mở bài, ở khi chúng ta viết một cái mở bài trực tiếp ấy, thì các em ở cái phần đầu của thân bài các em có thể bỏ qua và chúng ta chỉ nêu một vài nét khái quát về tác phẩm. Như cô đã hướng dẫn trong video trước, khi khái quát về chuyện ngắn Chí Phèo ấy, thì các em phải chú ý một số cái vấn đề khái quát, đấy là vị trí của tác phẩm Chí Phèo, cũng như là một số nhan đề hay là đề tài của tác phẩm. Nếu có thời gian thì các em có thể tóm lược, tóm tắt tác phẩm theo nhân vật Chí Phèo trong vòng 10 đến 13 dòng như cô đã hướng dẫn các em. Đến phần thứ hai là phần trọng tâm của vấn đề, thì ta chú ý đó là ta sẽ phân tích cái tâm trạng Chí Phèo sau cuộc gặp gỡ với Thị Nở. Và đầu tiên ta phải giới thiệu một vài nét về nhân vật Thị Nở. Ở trong cái tác phẩm này thì ta thấy Thị Nở là một người đàn bà chịu nhiều thua thiệt. Như Nam Cao đã viết, đó là người đàn bà xấu ma chê quỷ hờn, lại dở hơi, nghèo, dòng giống một nhà có mạ hủi. Nhưng Thị cũng là một con người giàu tình thương, biết suy nghĩ, khao khát tình yêu. Thị thấy thương Chí Phèo, thương cho một con người đau ốm mà nằm còng queo một mình. Và trong Thị có cả lòng yêu của một người làm ơn và của một người chịu ơn. Thị không chỉ là người mang đến tình yêu cho Chí Phèo mà còn biết ơn Chí đã đến với mình. Và Thị đến trong đời Chí như một định mệnh, khiến cho Chí được hồi sinh trong khát vọng hiền lương. Và khi phân tích, khi chúng ta giới thiệu về nhân vật Thị Nở đấy, thì các em cũng có thể xem như đây là cái đoạn dẫn dắt vào vấn đề đầu tiên của cái vấn đề trọng tâm này. Thứ hai là chúng ta đi vào phân tích cái tâm trạng Chí Phèo. Chí Phèo đã tỉnh táo sau một cơn say dài, cảm nhận được cái cuộc sống bên ngoài trong một sự xốn sang đến khác lạ. Một người mà trước đây đối với hắn không còn ngày tháng nữa, bỗng nhận ra tín hiệu của thời gian, mặt trời chắc đã lên cao. Đó là một buổi sáng muộn, và trong sự phỏng đoán của Chí Phèo thì cái không gian bên ngoài kia thật là tươi đẹp, nắng bên ngoài chắc là rực rỡ. Chí Phèo đã lắng nghe được những âm thanh của cuộc sống xung quanh, tiếng chim hót ngoài kia vui vẻ quá, tiếng cười nói của những người đi chợ, rồi tiếng mái chèo đuổi cá. Đó là những âm thanh quen thuộc, những âm thanh của cuộc sống bình dị hôm nào chẳng có, vậy mà hôm nay hắn mới nghe thấy. Với những dẫn chứng mà chúng ta vừa mới phân tích ở trên, thì ta có thể nói rằng Chí Phèo đã thức tỉnh để trở thành một con người bình thường. Trong nhận thức, các em chú ý, thứ nhất là sự thức tỉnh trong nhận thức. Và đến vấn đề thứ hai, đó là nếu mà trước đây Chí Phèo chưa bao giờ tỉnh táo để nhớ rằng có hắn ở đời, thì giờ đây Chí lại bâng khuâng buồn, nao nao buồn trong cái dòng hồi ức về quá khứ xa xôi. Những tiếng nói chuyện ý, của những người đi chợ đã khiến cho Chí Phèo nhớ về cái mơ ước bình dị nhỏ bé của một người nông dân lương thiện ngày trước. Và đó là mơ ước được sống bằng sức lao động từ chính đôi tay của mình, chồng cuốc mướn cày thuê, vợ dệt vải, nuôi lợn, làm dăm ba xào ruộng. Và hắn buồn vì nhận ra hoàn cảnh đáng thương của chính mình.
đó là tuổi già, đó là sự cô độc. Hắn lo sợ cho tương lai phải đối diện với đau ốm, đói rét, tuổi già. Và đáng sợ nhất là nỗi cô độc của một con người tứ cố vô thân, một con người không tìm thấy được sự giao tiếp với xã hội, bị đẩy ra ngoài cuộc đời, sống trong thái độ ghẻ lạnh và định kiến của mọi người. Từ trong nhận thức về cuộc sống, về hoàn cảnh thực tại của mình, thì Chí Phèo đã xúc động, hồi sinh khi được nhận cái bát cháo hành của Thị Nở. Thị Nở đến cùng với nồi cháo hành khiến Chí Phèo không khỏi ngạc nhiên và xúc động. Tại sao Chí Phèo ngạc nhiên? Bởi vì đây là lần đầu tiên hắn được một người cho mà không phải dọa nạt hay cướp giật. Đặc biệt hơn, đó lại là một người đàn bà. Và không xúc động sao được khi lần đầu tiên trong đời hắn được săn sóc bởi một bàn tay đàn bà. Đó không phải là bà ba, cái con quỷ cái hay bắt hắn bóp chân. Chỉ nghĩ đến sao cho thỏa hắn nó chứ có yêu đương gì Chí Phèo đâu. Và bát cháo hành là liều thuốc giải cảm. Khi Chí Phèo ăn hết bát này đến bát khác, mình đẫm bao nhiêu mồ hôi. Ta thấy rằng cùng với cái quá trình tịch ngộ và nhận thức là chuỗi thay đổi về sinh lý. Quả là như giáo sư Trần Đình Sử đã nhận định dưới ngòi bút của Nam Cao, con người sinh lý hòa quyện với con người tâm lý thành con người sống động. Chí Phèo được ăn bát cháo như sự hồi sinh về sinh lý lẫn tâm lý. Và cháo hành không chỉ là liều thuốc giải cảm, mà đó còn là hương vị của tình người. Bởi bát cháo đó được nấu từ bởi Thị Nở, và Thị Nở nấu cho Chí Phèo xuất phát từ tình thương đối với con người không ai thân thích. Còn gì đáng thương hơn ốm mà nằm còng queo một mình? Đó là suy nghĩ của Thị Nở. Hắn cảm nhận được cả hương vị thật thơm ngon của cháo bằng cái tình cảm, bằng sự xúc động của một con người. Cái tình cảm mà bấy lâu nào có tồn tại ở trong hắn. Cháo hành không chỉ là hương vị của tình người, đó còn là hương vị của tình yêu. Thì Nở nhìn trộm Chí Phèo, cái nhìn có duyên, rồi lườm và thấy như yêu hắn. Còn Chí Phèo ăn cháo với một tâm trạng thật là hạnh phúc, ăn hết bát này đến bát khác, và cảm nhận được sự tin cẩn của Thị Nở từ cái nhìn thân thiện và trìu mến. Nhìn bát cháo bốc khói mà hắn bâng khuâng. Bâng khuâng là cảm giác buồn, vui, xen lẫn với ăn năn, hối hận về những tội ác đã gây ra cho người dân Vũ Đại. Cái tội ác đó đến bây giờ trở nên tầm thường biết bao trước cử chỉ ân cần, đầy tình người của Thị Nở. Và thực sự Chí Phèo đã tỉnh táo để suy nghĩ nhiều từ khi nhận cái bát cháo hành của người đàn bà ấy. Suy nghĩ về quãng đời của mình, về những đập phá, đạp đổ, về những nước mắt và máu của bao người dân lương thiện vì hắn mà đổ xuống. Hắn có thể tìm bạn, có thể sống thân thiện với Thị Nở, sao lại chỉ gây thù? Càng ăn cháo thì Chí Phèo càng trở nên hiền lành, đáng thương trong cái nhìn của Thị Nở. Thị Nở nhìn hắn lắc đầu thương hại. Bát cháo hành đã khiến Chí Phèo trở thành trẻ con. Hắn muốn làm nũng với Thị như đứa trẻ làm nũng mẹ. Thị Nở rõ ràng là đã đánh thức phần người hồn hậu trong sáng nhất ở một con người vẫn bị xem là con quỷ dữ, là con vật lạ. Khi con người hiền lương trong trí sống dậy, Thị thấy ôi sao mà hắn hiền. Đâu còn bộ mặt của một kẻ vẫn đập đầu, rạch mặt, đâm chém người. Và Thị thấy hắn quả là yếu đuối, bởi hắn không phải là kẻ ác. Có ác mới mạnh được. Chính Chí Phèo khi thức tỉnh cũng đã nhận ra mình chỉ mạnh vì liều. Nhưng đến một lúc mà hắn sẽ không còn liều được nữa. Hắn sợ tương lai, thèm lương thiện, muốn làm hòa với mọi người biết bao, muốn được nhận vào cái xã hội bằng phẳng, thân thiện của những người lương thiện. Vậy là từ một người nông dân hiền như đất, với sự tàn ác, thâm độc của bá kiến, sự tàn khốc của nhà tù thực dân, Chí Phèo đã bị đẩy vào bi kịch
tha hóa đến lưu manh hóa. Và ta có thể xem lưu manh hóa là đỉnh điểm của cái sự tha hóa. Những định kiến, cái nhìn ghẻ lạnh, thiếu cảm thông của người dân vũ đại cùng cái sự hằn học, u mê của Chí Phèo đã khiến cho Chí ngày càng lún sâu hơn vào con đường tha hóa. Nhưng chỉ với bát cháo hành, thì nở đã đánh thức bản chất lương thiện ở Chí, điều mà tưởng như sẽ ngủ quên mãi mãi. Vậy là trong đống tro tàn của thân phận, ta vẫn thấy âm ỉ đống than hiền lương. Nụ cười tin cẩn của thị nở như một nguồn động lực để Chí thành thật, mạnh dạn bày tỏ ước muốn của mình. Giá cứ thế này mãi thì thích nhỉ. Câu nói đó thật hồn nhiên, ngây ngô, nhưng lại hết sức tội nghiệp. Như thế này là được sống tỉnh táo, được nhận những cử chỉ ân cần, sự đối đãi tử tế như một con người. Cái điều mà quá đỗi bình thường với một người lại trở thành mơ ước của người đàn ông 40 tuổi như Chí. Lời tỏ tình của Chí cũng thật là đặc biệt. Hay là mình sang đây ở với tớ một nhà cho vui? Sao mà nó thân thiện và đáng yêu? Sao mà đầy khát khao hạnh phúc giản dị? 5 ngày ở bên thị nở, Chí đã hoàn toàn thay đổi. Đã uống ít rượu để tỉnh táo mà yêu nhau. Đó là sự thay đổi xuất phát từ nhận thức phải tỉnh táo của Chí. Và cũng là sự thay đổi kỳ diệu nhờ tình yêu mà thị nở đem đến cho Chí. Từ tỉnh táo để nhận ra cuộc sống xung quanh giản dị mà tươi đẹp. Nhận thức về cái hoàn cảnh đáng buồn trong thực tại của mình. Lo sợ cho tương lai khi phải đối diện với tuổi già, với sự cô đơn. Từ ngạc nhiên xúc động khi nhận bắt cháu hành, hương vị của tình người, tình yêu, Chí Phèo đã hồi sinh bản chất hiền lương trong cái khát vọng được hòa nhập với xã hội loài người, trong hy vọng về cái hạnh phúc tình yêu muộn màn. Người đàn bà ma chê quỷ hờn với làng Vũ Đại lại là khát vọng, là ước mơ, là điều đáng giá đối với Chí. Và thị đã nhen lên hy vọng hoàn lương, viết tiếp giấc mơ dang dở một thời của Chí. Sự thức tỉnh, ý thức làm người lương thiện ở nhân vật đã được Nam Cao thể hiện sắc sảo qua nghệ thuật miêu tả, phân tích tâm lý bằng dòng đối thoại, độc thoại nội tâm, bằng ngôn ngữ trần thuật sinh động. Và với nhân vật Chí Phèo, Nam Cao xứng đáng được xem là nhà văn hiện thực tâm lý. Vậy là khi phân tích về cái tâm trạng của Chí Phèo sau khi gặp thị nở, được nhận bát cháo hành của thị nở, thì ta sẽ đưa đến cái nhận xét chung về cả nội dung. Đương nhiên các em cũng phải chú ý những cái phương diện nghệ thuật để tạo nên cái tâm trạng đó của Chí Phèo. Và những cái phương diện nghệ thuật thành công ở Nam Cao cô đã nói ở trên. Và với cái nhận xét chung, đánh giá chung về nội dung và nghệ thuật qua đoạn trích đó, thì ta có thể đưa đến một cái kết luận về cái vấn đề tâm trạng của Chí Phèo, sự hồi sinh cũng như khát vọng lương thiện của Chí. Đúng như nhà văn của thế giới cổ tích Andersen đã nói, không có câu chuyện cổ tích nào đẹp hơn câu chuyện do cuộc sống viết ra. Cuộc đời của Chí là chuỗi bi kịch. Ở đó hằn lên cái nỗi xót xa của phận người nông dân trước cách mạng. Nhưng từ trong đau khổ cùng cực, từ trong tăm tối u mê, thị nở đã đến sưởi ấm hắn bằng tình thương, tình người chân thành, mộc mạc. Đau đớn trước sự xói mòn nhân cách của con người, trang văn của Nam Cao không chỉ có sức mạnh tố cáo hiện thực tàn nhẫn, mà dưới ngòi bút sắc lạnh vẫn đằm thắm yêu thương, vẫn là niềm tin không bao giờ tàn lụi về bản chất lương thiện của người nông dân, ngay cả khi họ bị vùi dập cả nhân hình lẫn nhân tính. Vậy là đến cái phần kết luận ấy, thì kết bài ấy, thì các em có thể đưa đến cái nội dung, cái giá trị hiện thực cũng như là giá trị nhân đạo sâu sắc mới mẻ trong trang văn của Nam Cao từ cái đoạn trích mà ta vừa phân tích cũng như là trong cái tác phẩm Chí Phèo này. Đến đây cô đã kết thúc cái phân tích về cái đề văn mà chúng ta vừa mới đưa ra. Để cảm ơn các em đã theo dõi.